Giờ Khánh Hoàng xin mời quý vị hãy trở về những thời mà chinh chiến ở tại Việt Nam. Một sáng tác nhạc sĩ Châu Kỳ, những người lính mà trong mùa xuân họ không được dịp để mà ăn Tết với gia đình, ăn Tết với người thân. Cho nên nhạc sĩ Châu Kỳ đã viết một bài hát được mang tên Tôi Chưa Có Mùa Xuân. Xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức sau đây. Và sẽ do chính anh Khánh Hoàng hát cho quý vị nghe. Dạ. Hai ba năm nữa quê mình thôi khói lửa, mời xuân đến với tôi. Nỗi trôi riêng tôi xin từ chối, mà xuân chán gì nơi, nàng xuân chán gì nơi, xuân làm dạng cho đời. Mặc tình xuân lã lời, xuân chẳng phải riêng ai, xuân đi rồi xuân tới, ngại rằng xuân kém tươi. Hai mươi mấy tuổi đời, ai đón ai mời, tôi chưa muốn trao đàn xuân lá lơi, tớ lòng đang dối, xuân đến thêm buồn thôi. Hai mươi mấy xuân rồi, tôi vẫn đi hoài, nghe như vắng tiếng cười. Chạnh vì non nước tôi đang còn lửa khói, ôi xót xa đầy vơi. Đợi hai ba năm nữa quê mình thôi khói lửa, mời xuân đến với tôi. Giờ còn nặng hai vai, thân chính nhân hồ hai, hỏi xuân có gì vui, hỏi xuân có gì vui, xuân làm dáng cho đời đẹp lòng giây phút thôi. Khi đất nước hai nơi, xuân đi rồi xuân tới, dặm dài xin chớ lui. Nhân hồ hai, hỏi xuân có gì vui, hỏi xuân có gì vui, xuân làm dáng cho đời để
đẹp lòng giây phút thôi. Khi đất nước hai nơi xuân đi làm sao tới, rộng dài xin chớ lùi. Khi đất nước hai nơi xuân đi làm sao tới, rộng dài xin chớ lùi. Có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.